Xin chào 500 anh em, chào mình em đã quay trở lại với series tóm tắt Lenovo Tesla Slam trên Anime Wiki. Nối tiếp những diễn biến trong phần trước đó, sau khi chứng kiến đòn tấn công hủy diệt của Kara tiêu diệt hơn 2 triệu con côn trùng, thì Frey kinh sợ khi điều cô lo lắng nhất đã đến. Bằng cách nào đó, kẻ địch đã phản lại nó. Không thể nào, kẻ đó đã chuyển ma pháp của tôi sang một thế giới khác. Ma pháp của ngài Kara, không thể tin được. Đó là lý do tại sao tôi ghét đám côn trùng, rõ ràng là một trong số chúng có thể vội hóa ma pháp, đúng là kẻ thù tự nhiên của chúng ta. Không ngạc nhiên sao được, ma pháp mạnh nhất và cũng là niềm tự hào của Kara đã bị một con trùng hình ma thú chuyển hướng. Nhìn từ xa có thể thấy kẻ đó sở hữu hình dạng của một người phụ nữ với đôi cánh dài, mỏng và óng ánh tuyệt đẹp. Đây chính là Perot, một trong thập nhị trùng tướng có ưu thế tuyệt đối về ma pháp. Không phải lúc để ấn tượng đâu, nó sắp đến rồi. Gale, cố hết sức bảo vệ phía trên chúng ta nhá. Đã rõ. Nụ cười của Kara tắt dần khi cô đưa ra lời hướng dẫn đó. Gale cũng có những thắc mắc của riêng mình, nhưng anh chấp nhận im lặng làm theo lời Kara. Cùng lúc đó thì Aethrys cũng nhanh chóng triển khai ma pháp phòng thủ để hỗ trợ Gale. Tuy nhiên có vẻ chừng này là chưa đủ. Gì thế, Frey hỏi như vậy khi chứng kiến vùng không gian trên bầu trời đang biến dạng và một thứ gì đó mở ra. Đúng như tôi nghĩ, Kara không bất ngờ với những gì đang diễn ra. Đó là tài năng của cô, người có thể nhận ra kẻ đã viết lại ma pháp của mình chỉ bằng cách quan sát. Tuy nhiên nhận ra là một chuyện, còn có chống đỡ được nó hay không là một chuyện khác. Vậy thì tôi sẽ giúp, lâu đài mà bị phá hủy thì Frey sẽ nổi sùng mất. Dứt lời, Milim giơ tay lên trời. Và thế là kết giới của Gale, ma pháp phòng ngự của Aethrys và màn phòng hộ của Milim được kích hoạt cùng lúc để chống lại luồng năng lượng khổng lồ chui ra từ một khe nứt trên bầu trời. Đó chính là trung mặt băng xúc tiêu diệt 3, sóng hủy diệt sụp đổ tận thế của Kara. Nhìn thấy thì Frey và Kalion mới há mồm kinh ngạc, giờ họ đã hiểu là cuộc tấn công phủ đầu của Kara đang bị phản lại. Tôi hiểu rồi, ma pháp của Kara được dẫn sang một thế giới khác, sau đó thì lối ra được kết nối trên đầu của chúng ta. Người lên tiếng là Medley, ông ta nói như thể vừa ngộ ra một chân lý. Cơ mặt chính xác thì tình hình lúc này là như vậy. Không giống người anh em đồng tộc Medley siêu thông minh thì Gabriel vẫn ậm ờ chưa hiểu chuyện gì. Thôi thì cái gì khó quá bỏ qua, vấn đề trước mắt là tập trung sức mạnh vào việc phòng thủ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một luồng ánh sáng dữ dội bùng phát và khối năng lượng có thể làm rung chuyển cả thế giới ập xuống đầu cả nhóm Milim. Khi mọi thứ dần lắng xuống, Kara bình tĩnh lên tiếng. Không thể tin nổi là có người làm được điều này. Nếu là ma pháp của Milim thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Nghe những lời nói có vẻ nhẹ nhàng của Kara và nhớ tới thảm họa vừa trải qua, những người khác đều tái hết cả mặt. Thực tế thì đối phương không phản lại được 100% đòn tấn công, sức mạnh của nó đã bị giảm xuống dưới 30% rồi, vậy nên họ có thể chống chịu được. Lâu đài vẫn bình yên vô sự, nhưng địa hình xung quanh như đường xá, khu vực thành phố thì đã tan nát. Nghĩ đến việc xây dựng lại nó, mọi người đều ngán ngẩm. May mắn là lần này không có thương vong nào. Và đúng như Kara đã nói, nếu đó là long tinh bộc viêm bá của Milim thì chỉ có nước toang cả lũ thôi. Wahahaha, ma pháp của tôi không dễ kiểm soát như vậy đâu. Nếu có thì chỉ một phần sức mạnh được trả ngược lại thôi. Kể cả có là một phần đi nữa thì cũng không ngăn chặn được. Đó là một ma pháp dựa trên lý thuyết không xác định và không thể viết lại các định luật. Tôi không chắc chúng ta có thể phòng ngự được nó hay không. Đây là nhận định của Kara, một người rất giỏi ma pháp. Điều đó có nghĩa là ma pháp của Milim rất nguy hiểm và ở đẳng cấp hoàn toàn khác với phần còn lại. Nếu vậy chẳng phải kẻ thù không thể làm gì với đòn tấn công của ngài Milim sao? Không, nó sẽ bị ném ngược lại đấy. Cái đó đã làm chủ được chi phối không gian ở mức tối đa. Có lẽ đó là sức mạnh chuyên về tính toán. Vì thế tôi nghĩ hắn có thể thay đổi dòng chảy của ma pháp định hướng, bất kể bản chất của nó là gì. Tôi cũng đồng ý, dường như ma pháp càng mạnh càng phức tạp thì càng dễ bị kẻ đó thao túng. Ngay cả khi đây là ngọn lửa hủy diệt thì hắn có thể đoán trước điểm kích hoạt và cắt bỏ không gian để vô hiệu nó. Đó là bài toán khó ở ngay thời điểm trận chiến bắt đầu. Thực tế thì nếu thi triển một ma pháp không có thời gian trễ thì kẻ địch không có thời gian để mở cổng và chuyển nó sang một thế giới khác. Nhưng mấy ma pháp kiểu đó là yếu, còn ma pháp mạnh thì, nhưng em cũng thấy rồi đấy. Tóm lại trong trận chiến này, sử dụng ma pháp là phương án không khả thi. Kara thì cảm thấy giống như sở trường đọc và chiến đấu bằng ma pháp của Akma đã bị kẻ khác cướp mất rồi vậy. Tôi xin lỗi, nếu biết nhiều hơn về đám trùng ma tộc thì tôi đã có thể ngăn chặn được một thứ nguy hiểm như vậy. Opera vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi, dù vậy thì đây là điều ngoài ý muốn nên sao trách cô ấy được. Nếu nhìn nhận lại kết quả thì Kara đã giảm được số lượng lớn kẻ địch, trong khi Feta lại không có thương vong nào. Chỉ riêng điều đó đã mang lại lợi thế rất lớn rồi. Kể từ giờ ma pháp bị cấm sai. Không phản đối, vậy cứ đánh trực diện nhá. Nghe có vẻ vui, cơ mà không thấy vô của bọn chúng nhỉ. Bên đó có khoảng 8 vị tướng, vừa khít với số lượng cán bộ của chúng ta. Vậy nên mỗi người một đứa nhá. Midley vừa nói gì đó trông ngu ngu, nhưng Kara ngay lập tức hưởng ứng. Đúng chất như cá gặp nước, bà Kara đầu óc đơn giản lại qua đúng chỗ của Milim toàn thành phần đầu óc đơn giản. Nghe thú vị đó, tôi sẽ lo cái tên đang đi long nhong kia. Kara nói và chỉ về phía kẻ đang cưỡi trên một con trùng ma tộc bay, đó chính là Jess, thủ lĩnh của thập nhị trung tướng. Hắn rất mạnh nên sự hiện diện đó đã thu hút Kara. Thật không công bằng, vậy thì tôi cũng.
Milim không thể nói hết câu vì bị Frey khóa mõm. Lãnh đạo chỉ được phép ra trận khi mọi người gặp khó khăn, đó chính là lý do. Tiếp theo, Frey tuyên bố mình sẽ đối đầu với một con côn trùng màu vàng, hắn tên là Thorun. Sau khi Kara và Frey chọn được đối thủ, những người còn lại cũng nhào nhào dần phần theo tiêu chí, đứa nào đến muộn đứa đó lỗ. Xong xuôi thì lần lượt từng người cũng phấn khích dẫn quân đoàn của mình ra trận, tất nhiên cũng theo kiểu thằng nào đến muộn thằng đó lỗ. Chỉ trong nháy mắt, bốn người Gale, Milim, Opera, Esprit ở lại nhìn mặt nhau. Sau đó Gale cũng cúi chào Milim và rời đi để chỉ huy trận chiến. Esprit thì cho rằng kỹ năng của mình không đủ tốt nên quyết định theo dõi trận chiến từ xa và hỗ trợ trong những lúc cần thiết. Đây là một lựa chọn đúng đắn khi Opera nói rằng dù không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu với chủng ma tộc nhưng cô biết chúng rất nguy hiểm. Thực tế là nhiều người bạn của Opera đã hy sinh dưới tay chúng. Ngoài ra trong số kẻ địch thì cô đặc biệt ấn tượng với Jess, kẻ đó có thể thách thức ngay cả Galadriel. Từ đó Opera biết rằng mình không có cửa giành chiến thắng. Cứ như thế Opera, Esprit, Milim ở lại quan sát tình hình chiến sự. Cùng lúc đó thì người dẫn đầu cuộc chiến, Kara đã đụng mặt kẻ địch, một lũ cản đường. Dứt lời, cô bắt đầu lả lướt như Racing Ball trên chiến trường và tiêu diệt hàng loạt kẻ địch. Sau đó cô ấy tung ra một phát bắn từ súng hoàng kim, nó hướng thẳng vào Jess, người vẫn đang bình tĩnh quan sát mọi thứ. Khỏi phải nói thì Jess dễ dàng né được nó, một phát bắn siêu thanh ở cự ly gần cũng chỉ là đồ chơi đối với hắn mà thôi. Ồ, không tệ. Dứt lời, Kara biến súng hoàng kim thành một thanh katana lưỡi vàng rồi lao vào chặt chém. Ta là Kara, ta sẽ kết liễu ngươi. Bớt xàm đi cưng, khi nào trụ vững được thì hãy nói chuyện. Cứ thế trận chiến của hai người bắt đầu. Cùng thời điểm đó thì Frey với team từng chúng đã ra tới tiền tuyến, hỗ trợ cho cô ấy là các chiến binh thuộc Milim cận vệ đoàn. Cơ mà gọi họ là Milim cận vệ đoàn nhưng đám này không hoàn toàn chuyên bảo vệ Milim. Ngay từ đầu thì công chúa rồng cũng đâu có cần người hộ tống, vì thế họ được toàn tâm toàn ý ra chiến trường. Đối thủ của Frey là Thorun, một trùng tướng có bộ xương ngoài bằng kim loại sáng bóng. Nhân tiện giải thích một chút cho anh em, thì đối với côn trùng và mấy thể loại bọ cánh cứng thì cái lớp vỏ của nó được gọi là bộ xương ngoài. Thứ này sẽ bảo vệ những cơ quan nội tạng mềm yếu bên trong cơ thể. Đó cũng là lý do tại sao sau khi lớp vỏ bị xuyên phá, Raijun đã ngay lập tức lăn ra chết vì tia sét của Rangar. Đây cũng là đặc điểm chung của đám trùng hình ma thú, vỏ rất cứng, kháng ma pháp lẫn sát thương vật lý, nhưng một khi bị phá vỡ thì chúng sẽ dễ dàng bị tiêu diệt. Trở lại trận chiến thì đối thủ của Frey, Thorun cao tới 2m, trông bề ngoài thì có vẻ cục mịch và đần độn, nhưng không thể đánh giá thấp sức mạnh của hắn. Bằng cách sử dụng hai đôi cánh chuồn chuồn, hắn có thể tự do bay lượn bất kể đường cong hay đường thẳng. Frey cũng nhanh chóng nhận ra Thorun là kẻ rất rắc rối khi có thể dễ dàng né tránh đòn tấn công chớp nhoáng đầu tiên của cô. Bằng cách di chuyển trên không với tốc độ cao, tên này cũng liên tục né được những cú chạm yêu thương từ móng vuốt của Frey. Từ đầu có thể nhận ra hai người này có những khác biệt nhất định trong cách bay. Một bên là đôi cánh chim, một bên là bốn cánh của chuồn chuồn. Tóm lại, Thorun có lợi thế hơn Frey trong không chiến. Về cái này thì sự khác biệt cách bay thì anh em nào từng thấy chuồn chuồn bay mỗi lúc chờ chuẩn bị mưa sẽ thấy cách chúng lặng choạng đánh võng và chuyển hướng cực kỳ ảo mà Canada. Còn mấy thể loại Trim như Frey thì chủ yếu bay theo đường thẳng hoặc uốn cong, chứ không thể chuyển hướng theo style thông thạo bảy như chuồn chuồn được. Điều này đã làm nên sự khác biệt giữa Frey và Thorun. Ngoài ra thì đôi mắt kép của Thorun có thể bắt được mọi chuyển động của Frey như thể đang xem một thước phim cực chậm. Vì thế dù kém hơn Frey về khoản tốc độ đường thẳng, nhưng Thorun có thể dễ dàng đoán được hướng di chuyển của cô ấy, từ đó né đòn chỉ là chuyện easy. Thực tế thì Thorun không có bất kỳ quyền năng đặc biệt nào, sức mạnh của hắn cũng chủ yếu đến từ bộ xương ngoài cùng khả năng dự đoán tương lai và tốc độ bay. Cấu tạo của hắn cũng rất đơn giản nhưng lại có năng lực mạnh. Bản chất những cú đấm của Thorun, thứ được gọi là sinh thể dị cương, có sức mạnh vượt trội hơn cả sinh thể ma cương. Thứ này đủ mạnh để đạt đến cấp độ thần thoại. Nói chung là tên này được tác giả xây dựng ngoại hình và sức mạnh đơn giản, chủ yếu thiên về né tránh, phòng thủ, lực tấn công khủng khiếp. Hắn thua EP Frey nhưng lại hơn về khả năng chiến đấu. Dù vậy thì Frey có dính dáng đến ánh sáng của Rimuru, vì thế mà trải qua thời gian giao chiến, Thorun tự nhiên mắc một sai lầm chết người. Kishi, người chậm quá, ta nhanh hơn ngươi. Giọng cười dị vãi anh em ạ, làm tớ liên tưởng đến con cua trong One Punch Man, cứ cười, cu. Tất nhiên thì Frey nhanh chóng nổi khùng khi thấy đối thủ đang khinh thường mình. Vốn dĩ bà cô này không phải là người nhẹ nhàng rồi, đến Milim còn sợ cơ mà. Thế nên bất cứ ai cư xử ngu ngốc với Frey sẽ sớm nhận ra sai lầm của họ, và Thorun đã đi vào con đường chết chóc đó. Cùng lúc này thì ở phía bên kia, Gabiru, người đang dẫn đám phi long chúng bay theo Frey cũng tìm được đối thủ của mình. Vì kẻ địch lần này cùng chủng tộc với Chachon và Abito nên Gabiru thừa hiểu chúng rất lợi hại, từ đó đã căn dặn mọi người phải hết sức cẩn thận. Lời cảnh báo của Gabiru cũng được cấp dưới hưởng ứng nhiệt tình. Nhờ quá trình khổ luyện bị Ultima đánh đập dã man trong mê cung mà cả đám đã biết thế nào là outplay, vì thế đã cực kỳ cảnh giác với đối thủ. Trước khi tách khỏi Frey thì Gabiru cũng sử dụng hơi thở để quét sạch đám côn trùng bay đầy trời, nhờ đó mà có nhiều không gian để phân tích tình hình. Lúc này thì Yashichi, một trong ba thanh niên hay đi theo để tung hứng Gabiru, bắt đầu lên tiếng hỏi đại ca của mình rằng có nên đi hỗ trợ cho Frey hay không.
Đương nhiên Gabiru không có ý định đó vì anh ta đã cảm nhận được một kẻ rất nguy hiểm ở phía xa xa kia. Sau đó thì Kakushin cũng cho nhóm bộ ba bảo rằng tên đó mơ hồ giống với Abito nhưng cảm giác đem lại có phần xấu xa hơn. Đúng vậy, Gabiru đã nhận thấy kẻ mình đang nhắm tới thực sự nguy hiểm hơn Abito. Thực tế thì Gabiru có EP cao hơn Abito nhưng khi chiến đấu thì hai người ngang nhau. Tỷ lệ thắng của Gabiru trong các trận so tài với Abito cũng không cao và lần nào cũng phải chiến đấu toàn lực. Giờ sẽ ra sao nếu kẻ địch trước mặt còn nguy hiểm hơn cả Abito? Tên của hắn là Bethop, một chủng tướng với đặc tính của ong và châu chấu. Gabiru không biết phải làm sao. Cơ mà thực tế thì Take rất thích ăn châu chấu còn gì nữa. Cơ mà có vẻ con châu chấu này quá khó nuốt. Nghĩ đến đó Gabiru tính bà chuôn. Thực tế thì Rimuru đã ra lệnh cho mọi người không được chết. Vì thế Gabiru rất lo cho đám anh em đi cùng mình. Trước đó dù bị cuốn theo sự nhiệt tình của Caron và Midley, nhưng sau khi vượt qua cơn phê, Gabiru hiểu rằng không thể chơi liều. Nếu anh ta lỡ bị thương thì Sokka cũng rất buồn. Tuy nhiên tác giả không cho thì có quay đầu, quay xe hay quay cả nhà thì đến cùng nó vẫn đi về một hướng thôi. Ê, đừng có chạy trốn chứ. Bethop nói và bay thẳng bằng tốc độ bàn thờ để thu hẹp khoảng cách với Gabiru. Sau đó hắn tung đòn tấn công. Vì đã quen với tốc độ của Abito nên Gabiru đã né được nó. Cú đá bồi tiếp theo từ hắn cũng bị thương xoáy nước của Gabiru, thứ đã được nâng cấp lên cấp độ thần thoại chặn được. Bethop cũng có bộ xương ngoài biến thành sinh thể dị cương giống Torun, đồng nghĩa độ phòng thủ ngang bằng. Tuy nhiên về khoảng tốc độ bay và khả năng tấn công thì hắn vượt xa Torun. Xét về EP thì tên này cũng hơn Gabiru. Sau khi nhìn nhận tình hình, Gabiru nghĩ rằng có lẽ Frey sẽ hợp đối đầu với Bethop hơn. Nhưng thôi, lỡ rồi thì chiến luôn đi. Tên ta là Gabiru, ta đã được ngài Rimuru ban cho danh hiệu Thiên Long Vương. Dứt lời, Gabiru lao vào tấn công Bethop. Cùng lúc đó thì Carion đang một mạch băng qua đàn côn trùng bên dưới mặt đất. Theo sau anh ta là chủng tướng có lưng được bao phủ bởi các chi nhu nhện. Tên ta là Abato, ta sẽ giết ngươi. Nói thẳng ra đừng gái những thứ mà mình không làm được. Đây là cách mà chùm gáy bẩn Carion đáp lại Abato. Đúng kiểu, có thể nói ra câu khác tinh tế hơn được không? Hai người họ cứ một người chạy một người đuổi nhưng vẫn liên tục ăn miếng trả miếng cho nhau. Sức mạnh của Abato chỉ khoảng một nửa thân tính của Carion. Vì thế nếu đánh một chọi một mà không nghĩ đến hậu quả thì gáy bẩn vương đã tung ra thú vương thiểm quang hống để tiễn hắn ta đi một chặng đường rồi. Tuy nhiên đây là chiến trường và xung quanh vẫn còn những chủng tướng khác, thế nên không thể để lộ con bài tẩy như vậy. Dù sao thì Carion phán đoán Abato cũng là đối thủ kèo dưới nên trước sau gì cũng hạ được hắn thôi. Chưa kể EP của Abato cũng chỉ bằng một nửa Carion nữa. Nói chung là trận này gáy bẩn vương có lợi thế nhưng ăn được hay không thì tác giả không có nói. Dù sao thì trên đời này cũng đâu có chuyện chiến thắng đến dễ dàng. Về phần Midley, đối thủ anh ta là Soryu, kẻ có toàn thân được bao phủ trong một chất lỏng nhấp nháp màu trắng đục. Nhìn thôi là đủ biết đây là kịch độc, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ. Bộ xương ngoài màu tím của hắn cũng được làm bằng sinh thể dị cương, từ đôi hắn đang dỉ ra chất độc có thể giết chết bất cứ ai chạm vào. Nghe thôi là đủ biết tên này là bọ cạp độc, một đối thủ có thể khắc chế cùng những người chuyên đánh bằng tay không như Midley. Tuy nhiên đó chỉ là lý thuyết. Hừm, đúng là rắc rối nhỉ. Khe khe khe, thật xui cho ngươi khi gặp ta. Xui, để ta cho ngươi biết may rủi không phải là một yếu tố trong trận chiến. Theo lời Midley thì đúng là đôi khi có trường hợp kèo dưới đánh bại kèo trên, nhưng đó là do quá trình luyện tập chăm chỉ chứ chẳng liên quan vẹo gì đến may rủi cả. Đương nhiên Shoryu không đủ tầm để hiểu những lời lẽ đầy triết lý cao siêu của Midley. Chốt lại vấn đề, Midley tuyên bố rằng nói đơn giản thì bố mày mạnh hơn, thế thôi. Dứt lời anh ta biến mất khỏi tầm nhìn của Shoryu. Nói đúng hơn thì Midley đang sử dụng thuấn động pháp. Đây là kỹ thuật mà Hakuro hay dùng để di chuyển tức thời một cách đầy ảo ma đấy anh em. Sau đó thì nhận thức của Shoryu không thể bắt kịp tốc độ quá nhanh từ Midley và bị thổi bay bởi một cú đấm. Ngay lập tức nắm đấm của Midley bốc khói tím vì dính độc của Shoryu, nhưng nó cũng hoàn toàn vô dụng vì toàn bộ cơ thể của anh ta đang bao phủ bởi một lớp màn phòng hộ, thứ được tạo ra từ đấu khí đến từ đấu khí pháp. Chất độc của Shoryu có thể ăn mòn nó nhưng Midley không quan tâm, bởi đây là kết quả từ tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của anh ta. Nếu không có nó thì Midley đã chẳng thể làm đối thủ vật nhau với Milim rồi. Sorry bối rối, hắn vẫn tin rằng tên đầu chọc trông giống Saitama kia không thể nào thắng được mình, một trùng tướng. Tuy nhiên đó là một nhận định sai lầm. Nhìn Midley không mạnh lắm nhưng thực tế anh ta là một chân long nhân tộc giống Gabiru. Bình thường anh ta hay dùng đấu khí pháp để che giấu sức mạnh, nhưng đây đích thị là một chủ tịch xấu nghề với giá trị tồn tại gấp đôi so với Gabiru. Và bây giờ đối diện với Shoryu, Midley đang tung ra toàn bộ những gì mình có. Cùng lúc đó thì ở phía bên Gale, sau khi bàn giao lại việc phòng thủ cho thuộc hạ, anh ta cũng bình tĩnh tiến vào trận chiến. Quan sát tình hình, Gale nhận ra kẻ địch là những côn trùng khổng lồ muôn hình vạn trạng, nhưng rất ít kẻ có hình dạng giống con người. Và kỳ lạ thay, càng giống người thì chúng càng mạnh. Đảo quanh một vòng, ánh mắt Gale tập trung vào một điểm duy nhất, đó là kẻ đang ngồi trên lưng một con rết khổng lồ dài hơn 30m. Đánh giá về sự hiện diện áp đảo, Gale hiểu rằng đây hẳn là một trùng tướng. Tôi sẽ xử lý tên này, Gale lẩm bẩm như vậy khi tiến về phía trước. Cứ thế từng cặp đấu được an bài và kết quả là cực kỳ khó đoán. Hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo trong video sau nhé anh em. Xin cảm ơn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.